Chào mừng các bạn đến với chương trình Kiến thức Ancoin của Skyverse TV. Mình là Helen, sẽ đồng hành cùng các bạn trong chương trình hôm nay. Mỗi video Kiến thức Ancoin sẽ có thời lượng tầm 5 đến 7 phút, giúp nhà đầu tư cập nhật nhanh nhất, dễ hiểu nhất thông tin các dự án top trong thị trường tiền mã hóa. Và trước khi đi vào nội dung chính, các bạn hãy ủng hộ kênh bằng cách nhấn like và subscribe nhé. Ngày hôm nay, Skyverse TV xin gửi tới các bạn một trong những dự án hấp dẫn nhất đối với cộng đồng đầu tư trong thời gian qua với những con số ấn tượng. Cụ thể, dự án này đã có hơn 17 triệu tài khoản đăng ký, đồng thời thu hút được hơn 500 triệu đô đầu tư từ các quỹ và có thể xử lý 100.000 giao dịch mỗi giây. Vâng, chúng mình đang nhắc đến Near Protocol. Không chần chừ gì nữa, hãy cùng chúng mình tìm hiểu chi tiết về dự án này nhé! Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các nội dung chính sau. Đầu tiên, chúng ta hãy đến với khái niệm Near Protocol là gì. Thứ hai, đội ngũ dự án và các nhà đầu tư của hệ sinh thái Near. Thứ ba, là công nghệ cốt lõi của Near Protocol. Tiếp theo, chúng ta sẽ điểm qua một số thông tin về hệ sinh thái DeFi và quỹ phát triển của dự án này. Phần tiếp theo là thông tin khái quát về stablecoin thuật toán USN. Và cuối cùng là thông tin về token dự án, một số điểm nổi bật và nhận định chủ quan của Skyverse TV. Near Protocol là một blockchain layer 1. Hiểu đơn giản thì Near là một lớp cơ sở, cung cấp nền tảng mà trên đó các nhà phát triển có thể xây dựng các ứng dụng phi tập trung. Near được xây dựng bởi cộng đồng Near Collective. Giải pháp Near Protocol được lên ý tưởng như một điện toán đám mây do cộng đồng điều hành, lưu trữ các ứng dụng phi tập trung. Nghĩa là Near Protocol tận dụng sức mạnh cộng đồng toàn cầu, cho phép lập trình viên và những người tham gia đều có thể chạy một nốt mạng một cách dễ dàng. Near hoạt động theo cơ chế Proof of Stake, và để có thể trở thành người xác nhận hay còn gọi là validator của mạng lưới Near, bạn phải sở hữu tối thiểu 67.000 token Near. Hiện tại, nốt thấp nhất của Near đang stake là 162.000 token Near. Giao diện của Near được xây dựng theo hướng khá thân thiện với cả nhà phát triển và người dùng. Khi tạo để chỉ ví trên Near, bạn có thể đặt theo một tên riêng tùy thích thay vì những loại mã như các blockchain khác. Near có đội ngũ các nhà phát triển đa dạng, đến từ nhiều nền tảng khác nhau, gồm các nhà phát triển và nhà nghiên cứu từ các công ty lớn như Microsoft, Meta hay Google. Ý tưởng về dự án Near xuất hiện lần đầu tiên vào năm 2017 bởi hai nhà sáng lập Alexander Skidano và Ilya Polosukhin. Alexander Skidano gia nhập Microsoft vào năm 2009 với tư cách là nhà phát triển phần mềm. Sau đó, anh gia nhập MemSQL vào năm 2011, làm việc ở đây 5 năm với tư cách là giám đốc kỹ thuật, đồng thời là nhà phát triển phần mềm cao cấp. Kể từ tháng 6 năm 2017, Alexander Skidano trở thành nhà đồng sáng lập của giao thức Near cùng với Ilya Polosukhin. Còn về Ilya, anh có hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành, trong đó 3 năm làm việc tại Google với vị trí giám đốc kỹ thuật. Hiện tại, anh đang làm việc với giải pháp Near Protocol trong tư cách là người đồng sáng lập của Near. Bản thử nghiệm testnet đầu tiên của dự án được khởi chạy vào tháng 4 năm 2020 và đến tháng 10 năm đó, bản mainnet đã chính thức hoạt động. Đứng sau dự án Near là Near Foundation. Tổ chức này được đại diện bởi cộng đồng các nhà nghiên cứu, nhà phát triển và những người đam mê blockchain từ khắp nơi trên thế giới, cùng viết những đoạn mã đầu tiên của nền tảng Near và sau đó tiếp tục phối hợp phát triển dự án này. Bên cạnh đó, Near cũng là một dự án mã nguồn mở, vì vậy bất kỳ ai cũng có thể tham gia vào quá trình phát triển của nó. Với các tiềm năng lớn kể từ khi ươm mầm, Near được các quỹ đầu tư blockchain lớn trên thế giới đánh giá cao và rót vào những lượng vốn khổng lồ. Vào tháng 1 năm 2022, Near đã huy động được số tiền 150 triệu đô với sự tham gia của AZ16, Alameda Research và Jump Capital. Và đến ngày 6 tháng 4, Near đã thông báo gọi vốn thành công 350 triệu đô la từ nhiều quỹ đầu tư lớn như Tiger Global, Republic Capital, Hashed, FTX Ventures và Dragonfly Capital. Chúng ta tìm hiểu đầu tư vào một dự án không chỉ vì đội ngũ phát triển hay các quỹ đầu tư, mà quan trọng nhất chính là công nghệ cốt lõi của dự án đó. Vâng, mình đang nói đến sharding, công nghệ cốt lõi của Near Protocol, được thiết kế để cải thiện tốc độ và thông lượng giao dịch. Nó đơn giản là kỹ thuật này sẽ chia nhỏ chuỗi khối thành các chuỗi khối nhỏ và xử lý chúng. Cuối năm 2021,
Team phát triển của NIO bắt đầu triển khai một phiên bản mới của sharding với ý tưởng sẽ là phân đoạn hoàn toàn mạng lưới, gọi là full sharded. Phiên bản mới này với tên gọi là Nightshade sẽ giúp cho mạng lưới NIO thay vì chỉ đơn giản là phân chia trách nhiệm của người xác nhận, Nightshade chia blockchain thành các phần nhỏ hơn. Chính điều này đã giúp NIO tự tin về khả năng mở rộng vô tận của mình. Hay hiểu đơn giản là khối lượng giao dịch và người dùng đổ vào mạng lưới có thể tăng lên rất mạnh nhưng không làm giảm hiệu suất của mạng. Đến nay, hệ sinh thái NIO đã có hơn 300 dự án, nhưng tổng giá trị bị khóa TVL khá khiêm tốn là khoảng 369 triệu đô. TVL thấp dẫn đến một vấn đề là thanh khoản không cao. Bên cạnh đó, độ lệch giá khi thực hiện một giao dịch vẫn còn khá lớn. Để giải quyết vấn đề này, đội ngũ nhà phát triển của NIO đã thực hiện hai giải pháp. Thứ nhất là giải pháp mở rộng Aurora. Aurora là một EVM có mục đích giúp các nhà phát triển di chuyển các ứng dụng trên Ethereum sang giao thức NIO một cách dễ dàng. Giải pháp thứ hai là cầu nối Rainbow Bridge. Cầu nối này nhằm mang token ERC20 của mạng Ethereum sang NIO. Để phát triển như một hệ sinh thái lớn mạnh như thế thì không thể không kể đến công lao của các quỹ phát triển dự án. Cụ thể, vào ngày 21 tháng 10 năm 2021, Proximity Lab, đơn vị nghiên cứu tập trung phát triển hệ sinh thái của NIO đã công bố quỹ phát triển dự án trị giá 350 triệu đô la. Khoản tài trợ này sẽ giúp xây dựng các ứng dụng tài chính phi tập trung trên giao thức. Theo đó, 40 triệu token NIO sẽ được phân phối đều trong 4 năm nhằm hỗ trợ các dự án tham gia phát triển hệ sinh thái NIO Protocol. Vào ngày 25 tháng 10, NIO Protocol tiếp tục công bố quả bom 450 triệu đô la, đưa tổng giá trị tài trợ cho hệ sinh thái này lên con số 800 triệu. Vào tháng 4 năm 2022, Decentral Bank, một tổ chức tự trị phi tập trung phát triển và hỗ trợ các stablecoin trên NIO, đã thông báo ra mắt stablecoin bán thuật toán đầu tiên của mình, có tên là USN. USN được định vị là một trong những cách hiệu quả nhất để tăng tốc tính thanh khoản trong hệ sinh thái, cũng như tăng thêm tiện ích của token NIO. Stablecoin này sẽ được thế chấp kép bằng cả token NIO và USDT. Khi muốn tạo ra USN, người dùng sẽ phải khóa token NIO. Điều này không có nghĩa là đồng NIO này bị đem đốt, mà là làm giảm áp lực bán ra cho NIO. Nghĩa là càng nhiều USN được lưu hành, có càng nhiều NIO bị khóa lại và dùng làm tài sản thế chấp. Qua đó, nguồn cung của NIO trên thị trường giảm xuống, tài sản thế chấp để tạo ra USN được sử dụng để sinh ra lợi nhuận. Và do đó, khoản lợi nhuận này sẽ không phụ thuộc vào nhu cầu vay. Càng nhiều NIO được đem đi staking thì giao thức sẽ càng trở nên an toàn và phi tập trung hơn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về token của dự án này, chính là token NIO. Token NIO được dùng với 3 chức năng chính. Thứ nhất là dùng để thanh toán trên nền tảng, trao đổi mua bán và sử dụng làm phí giao dịch trên mạng lưới. Tiếp theo là làm phần thưởng cho các validator. Và chức năng thứ ba là dùng để vote các quyết định của dự án trong tương lai. Một trong những vấn đề lớn nhất của mạng lưới Ethereum là chi phí giao dịch quá cao và sự tắc nghẽn thường xuyên. Điều này dẫn đến sự ra đời của các blockchain khác nhằm giải quyết nỗi đau này của thị trường. Các tiêu chí quan trọng để một blockchain layer 1 thu hút người dùng là chi phí giao dịch rẻ và tốc độ giao dịch nhanh. Quan trọng hơn là khả năng duy trì được hai yếu tố trên khi khối lượng giao dịch tăng lên. Ba yếu tố này chính là trọng tâm xây dựng dự án của NIO Protocol. Khi được triển khai hoàn chỉnh, NIO có thể xử lý 100.000 giao dịch mỗi giây, cao hơn rất nhiều so với con số chỉ 15 giao dịch của Ethereum. Thậm chí hơn gấp 10 lần gã khổng lồ thanh toán toàn cầu Visa chỉ xử lý được khoảng 7-8.000 giao dịch mỗi giây. Thời gian trung bình hoàn thành một giao dịch của NIO là 1,04 giây và chi phí trung bình cho một giao dịch là khoảng 0,0003 đô. Kể từ khi ra mắt Mainnet vào tháng 10 năm 2020, tính đến ngày 3 tháng 8 năm 2022, đã có hơn 186 triệu giao dịch được thực hiện trên mạng lưới NIO với số lượng giao dịch trung bình mỗi ngày là hơn 300.000 giao dịch. Sau đây là một vài nhận định chủ quan về dự án NIO của Skyverse TV để xem chúng ta có nên đầu tư vào dự án này hay không. Trước tiên, hãy cùng đến với một vài ưu điểm của dự án này nhé. Hiện tại, lạm phát hàng năm của NIO chỉ ở khoảng 5%. Về lâu dài, dự án này còn có thể trở thành giảm phát nhờ vào cơ chế đốt phí phụ thuộc vào mức độ sử dụng trên mạng lưới. Cơ chế này sẽ rất tốt cho NIO trong dài hạn. Theo chúng mình đánh giá, NIO hiện đã có đủ các mảnh ghép bao gồm DEX, Lending, Yield Farming, GameFi, NFT và các giải pháp cơ sở hạ tầng như Chainlink, Flux.
Nhưng tốc độ phát triển của dự án NIA đang rất chậm với TVL đỉnh điểm chỉ gần 600 triệu đô la. Mặc dù NIA đã thông báo ra mắt quỹ thúc đẩy phát triển hệ sinh thái với con số 800 triệu đô la, cũng như triển khai thêm hai giải pháp để thu hút được dòng tiền từ Ethereum sang là Aurora và Rainbow Bridge, nhưng kết quả đạt được không thực sự hiệu quả. Có một thông tin là các quỹ mua NIA sớm đã được trả vào tháng 4 và trả dần đến 25 tháng 10. Họ đang x400 lần nên đó sẽ là lực đè giá cho NIA trong thời gian này. Tổng kết lại, NIA Protocol là một blockchain layer 1 đầy tiềm năng và hệ sinh thái phát triển ngày càng lớn mạnh. Dự án này được xây dựng theo cơ chế mã nguồn mở nên khá thân thiện và bất kỳ ai cũng có thể tham gia vào quá trình phát triển dự án. NIA cũng là một trong số các dự án top được nhiều nhà đầu tư quan tâm. Tuy nhiên, với vốn hóa gần 4,4 tỷ đô so với TVL chỉ đang khoảng 407 triệu đô, theo chúng mình đánh giá, hiện tại, việc đầu tư vào các dự án bên trong hệ sinh thái sẽ có nhiều cơ hội hơn là đầu tư vào token NIA. Tất nhiên là còn phụ thuộc vào mức độ chịu rủi ro của mỗi người. Các nhà đầu tư cần lưu ý kỹ để biết điểm giao dịch hợp lý. Nếu có thêm bất cứ thông tin gì mới về dự án này, Skyverse TV sẽ cập nhật ngay lập tức cho các bạn cùng theo dõi. Với tất cả những phân tích tổng hợp trên, các bạn có quyết định đầu tư vào NIA hay không? Hãy đưa ra ý kiến của mình ở dưới phần bình luận nhé! Lưu ý là tất cả những nhận định mà mình vừa đưa ra trong video này đều không phải là lời khuyên đầu tư. Quý khán giả đang dõi theo chương trình nên tự đưa ra đánh giá từ những thông tin khách quan mà chúng mình cung cấp và nghiên cứu thêm để có cái nhìn chính xác nhất, phù hợp nhất với vị thế đầu tư của bản thân. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video trong series Kiến thức Ancoin của chúng mình. Đừng quên nhấn like và subscribe để ủng hộ Skyverse TV. Ngoài ra, nếu các bạn có bất cứ góp ý hay thắc mắc nào, xin hãy gửi thông tin tới chúng mình ở link trong phần mô tả. Xin chào và hẹn gặp lại!